Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cầm Tú đích nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 76, Thế tử đúng là âm hồn không tan 2. Thanh Liên thật không cảm thấy có gì không đúng, nàng là đứa nhỏ cùng khổ nhà người ta, nếu không nghèo cũng sẽ không cùng muội muội bán mình đến thẩm phủ làm nha hoàn, đối với nàng ta mà nói tiền bạc chính là thứ cần thiết để bảo vệ tính mạng. Đại tiểu thư tính toán tiền riêng của mình là việc phải làm. Liêu Thúy đành phải thu hồi ánh mắt, nhìn Vân Khanh lẩm bẩm trong miệng. Một lát sau, nàng mới ngẩng đầu lên, nói với Liêu Thúy, người báo xem bạc có bao nhiêu, vàng có bao nhiêu. Liêu Thúy tràn ngập nghi hoặc đi ra ngoài, một lát sau lại tiến vào, nói với Vân Khanh, tiểu thư, số lượng trong đó, vàng có tổng cộng 49 lượng bạc có một trăm ba mươi lượng. hừ, vân khanh không nghĩ tới tiền riêng của mình ít như vậy. bất quá cũng đúng, nàng mới 13 ba tuổi, hết thảy đều do trong nhà chi tiêu, đa số những thứ cần thiết cha mẹ đều đã chuẩn bị tốt, cũng sẽ không có nhiều việc cần tiêu tiền. nếu nhà người bình thường nhìn thấy vàng bạc nhiều như vậy, đã vui mừng nhướng mày, ít nhất cũng đủ cho gia đình trung lưu có ba người sinh sống trong vòng một năm. nhưng vừa rồi nàng từ tiền viện trở về nhớ tới chuyện đã xảy ra trong kiếp trước, âm thầm nhớ lại một sự kiện vẫn bị nàng xem nhẹ dưới đáy lòng. Nàng sinh ra ngày mùng 8 tháng 10, nửa năm sau nàng đã tròn 14, kiếp trước sau khi 13 tuổi nàng mất đi danh dự, vẫn ở trong nhà không dám ra khỏi cửa, mãi cho đến khi 17 tuổi mới quen biết cảnh hữu thần, lúc 18 tuổi gả cho cảnh hữu thần. Kiếp trước, lúc cảnh hữu thần xuất hiện ở Bạch Hạc Thư Viện cũng chỉ có thể là lúc nàng 15 tuổi mà nay cảnh hữu thần hiện tại cũng đã ở bạch hạc thư viện của nhâm phu tử đời này không phải hắn đã xuất hiện quá sớm rồi sao nàng không khỏi hoài nghi chẳng lẽ hết thảy đều bởi vì nàng trọng sinh mà xảy ra thay đổi vốn dĩ chuyện đã xảy ra vẫn đang phát sinh nhưng bởi vì tác động của nàng khiến chúng xuất hiện sớm hơn sao loại ý nghĩ này khiến trong lòng nàng không thể bình tĩnh lại cảm giác vô lực đối với vận mệnh và cuộc đời khiến nàng không thể không cân nhắc lại hết thầy một lần nữa. Vốn dĩ nàng muốn mượn ưu thế trọng sinh, biết trước mọi việc tương lai để tùy theo tình hình mà xoay chuyển. Nhưng hiện tại, nàng phát hiện so với kiếp trước, có một số việc bởi vì cố gắng của nàng mà đã thay đổi. Như vậy những chuyện khác cũng sẽ phát sinh xoay chuyển tương ứng, cho nên nàng cần phải suy nghĩ, phải suy nghĩ đến tình huống tệ nhất nếu hết thảy mọi chuyện như của kiếp trước vẫn không thể tránh được, vậy nàng phải lựa chọn thế nào? Ánh mắt Vân Khanh đã rơi vào hộp trang sức của nàng, tiền bạc của nàng không nhiều lắm, nhưng trang sức của nàng không thua kém bao nhiêu so với bất kỳ vị tiểu thư Dương Châu nào, nếu thẩm gia giàu có ngập trời cuối cùng vẫn phải rước lấy tai họa. Nàng nhất định sẽ làm cho cha mẹ vượt qua hết những việc đó, như vậy đến lúc đó người một nhà bọn họ còn cần gì phải nghĩ đến kiếp sau. Món tay nhẹ nhàng vuốt phẳng theo cạnh vuông của hộp, trong lòng Vân Khanh đã có suy tính khác. Liều Thúy thấy nàng đột nhiên không nói nữa, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, đã thấy tiểu nha hoàn ngoài viện đứng ở ngoài màn cửa nói, đại tiểu thư, chi phủ ra sai người đến đưa thiếp mời đến cho tiểu thư. Vân Khanh liền sai thanh liên ra ngoài nhận bái thiếp vào, sau khi lật xe mới biết được, thì ra lần này sau khi an tuyết và anh đến kinh thành, lão thái quân phủ ninh quốc công cũng có ý định muốn tới dương châu một là vì con thứ đến dương châu nhậm chức tri phủ ba năm mới có thể quay về kinh báo cáo công tác bà muốn đến thăm con thứ và cháu trai cháu gái hai là dương châu là thành lớn ở giang nam núi sông đều đủ cả cảnh xuân lại tuyệt đẹp bà cũng có thể thưởng thức phong cảnh dọc đường đi ninh quốc công vốn không muốn lão thái quân lớn tuổi còn bị sóc này dọc đường nhưng lão thái quân nói ở kinh thành lâu thật buồn Thân thể của bản thân cũng mạnh khỏe, Ninh Quốc Công không lay truyền được bà, liền để bà và An Tuyết Oánh cùng xuống Dương Châu. Mục đích gửi thiếp mời lần này chính là muốn nhóm tiểu bối các nàng tập hợp náo nhiệt, bởi vì quan hệ của An Tuyết Oánh và nàng xưa nay không tệ, nên mới gửi thiếp mời cho nàng. Nếu biết lão thái quân của Ninh Quốc Công đến, An Tuyết Oánh lại gửi thiếp mời, Vân Khanh trăm triệu lần cũng không thể chối từ liền đến chỗ tạ thị thương lượng muốn đưa quà tặng gì theo. Tạ thị nghe nói lão thái quân của Ninh Quốc công đến, lại ngầm giật mình, bất quá bà cũng không biểu lộ cảm xúc đặc biệt gì, dựa theo quy củ bảo lý ma ma đặt mua lễ vật, sau đó dặn Vân Khanh, con đi gặp lão thái quân, lễ nghi phải chu đáo, phải biết xem sắc mặt, nhưng cũng không nên để mình chịu thấp kém, bình thường đến phủ chi phủ như thế nào, hôm nay vẫn cứ như vậy, nữ hài tử quan trọng nhất là hào phóng biết lễ những thứ không phải của chúng ta, chúng ta cũng không thèm muốn. Tạ thị nói lời thấm thía đơn giản chỉ muốn nói với Vân Khanh, chớ bởi vì thân phận lão thái quân cao quý, liền dùng sức nịnh bợ, cũng chớ bởi vì thân phận thương nhân của mình mà xem nhẹ chính mình, lại hâm mộ những thứ mình không thể có được. Vân Khanh nhếch môi gật gật đầu, tạ thị là mẫu thân tốt, trên phương diện nuôi dạy con cái cho tới bây giờ đều dựa theo chuẩn mực danh môn khuê tú mà dạy dỗ. Bà sẽ không vì chính mình là phu nhân của thương nhân mà cảm thấy tự ti, cũng sẽ không hâm mộ người khác có được thứ gì đó mà chính mình không có. Một mẫu thân tốt mới có thể giáo dục ra một đứa trẻ tốt, Vân Khanh tin tưởng vững chắc điều này. Đến ngày hôm sau, Thái Thanh vấn cho Vân Khanh một búi tóc tùy vân, mãi về sau Vân Khanh mới phát hiện, Thái Thanh là người búi tóc rất đẹp, kiểu tóc gì vào trong tay nàng ta đều trở nên rất đơn giản xoay ngón tay một cái liền thành hình, cũng biết cách phối hợp với đồ trang sức, điểm này thật ra thực hợp ý Vân Khanh. Tiểu thư, người thấy thế nào? Trong tay Thái Thanh cầm một cái gương hình chứng đặt ở sau đầu Vân Khanh, để nàng xem hai hàng châm chân châu nhỏ ghim sau đầu. Không tệ, Vân Khanh nhìn trái nhìn phải, mở miệng nói, kiểu tóc và đồ trang sức như vậy rất xứng với trang phục của nàng. Hôm nay nàng mặc tương đối mộc mạc, trên người mang một đôi hài vải thiêu hoa văn như ý màu hồng cánh sen, kết hợp với một bộ áo váy cùng màu thiêu hoa văn ánh bạc, tóc búi tùy vân, bên trên ghi một cây châm phượng tua rua, trong miệng phượng ngậm ba chuỗi chân châu dài ngắn không đồng nhất, dưới cùng là những viên đá quý màu lam, theo bước chân mà nhẹ nhàng lóe sáng, phía sau búi tóc là hai hàng châm chân châu nhỏ chiếu rọi lẫn nhau. Sau khi trang điểm xong, ra khỏi cửa phủ ngồi lên xe ngựa, Vân Khanh liền sốc một góc rèm cửa xe ngựa lên, nhìn ngã tư đường rộn ràng nhốn nháo bên ngoài. Trên đường đến phủ chi phủ phải đi qua đường cây náo nhiệt nhất Dương Châu, nhân lúc thời tiết ấm áp, người lui tới trên đường đặc biệt nhiều, tiểu thương buôn bán cũng đặc biệt hăng say, không ngừng giao hàng. Mà ánh mắt Vân Khanh lại đảo qua từng lá cờ phất phới trên bảng hiệu của các cửa hàng, nàng đã bắt đầu nghĩ từ khi Lưu Thúy báo số lượng vàng bạc, nếu có thể tiếp nhận một cửa hàng của nhà nàng thì tốt rồi. Nàng liền có thể lấy danh nghĩa khác mà mở cửa hàng. Đến lúc đó cho dù tiền tài của thẩm phủ đều mất hết, tốt xấu gì cả nhà cũng sẽ không phải sống cuộc sống trôi giạt khắp nơi. Tốc độ bánh xe ngựa lăn nhanh, các cửa hàng như bay hiện lên trước mắt. Lúc đến trước cửa phủ chi phủ, Vân Khanh phát hiện trước cửa còn ngừng mấy chiếc xe ngựa, xem ra người được mời không chỉ có mình nàng. Hơn nữa, nếu lão thái quân muốn náo nhiệt, như vậy khẳng định không chỉ mời một mình nàng, nhìn trong đó còn có hai chiếc xe ngựa xa lạ, cũng không biết còn mời thêm ai, bất quá xem chất liệu gỗ cùng trang trí trên xe ngựa, thân phận hẳn là không thấp. Trước đây An Tuyết Oánh cũng đã mời Vân Khanh đến phủ chơi, kẻ dưới có biết nàng, liền đưa nàng đi vào trong. Lúc này đường đi có khác biệt, trước đây khi nàng đến đều trực tiếp đến Lạc Mai viện của An Tuyết Oánh, lần này vừa vào cổng, liền đi về phía viện lớn nhất ở phía tây. Châu Phủ ở Dương Châu Dầu có và đông đúc, chỗ ở của chi phủ Dương Châu hiển nhiên là tiêu biểu, bên trong núi giả trùng điệp, nước chảy dốc rách, hành lang gấp 18 khúc, mang cho người ta cảm giác nước chảy qua cầu nhỏ, các hình vẽ trên cửa sổ dọc đường đi muôn màu muôn vẻ, lộ ra các loại ý tốt đẹp. So với tầm da giàu có xa hoa, trong viện chi phủ còn có thêm một chút cảm giác nhà quan, thêm việc chi phủ đại nhân vốn là đệ đệ ruột thịt của Ninh Quốc Công là châm anh thế gia chân chính, sau khi sửa chữa lại, càng thêm chút văn về. Vân Khanh suy đoán nơi mình sẽ đến chính là viện mà lão Thái Quân ở trong phủ nha chi phủ, vừa bước một bước vào cửa chính viện, liền nghe thấy bên trong có người hô, thẩm ra tiểu thư đến. Tiếp theo từ bên trong đi ra một nha hoàn mặt tròn, bộ dáng xinh đẹp, hai tròng mắt linh hoạt nhún người chào nàng, thẩm tiểu thư đã tới, tiểu thư của chúng ta cũng mới ra ngoài đón người. Nàng ta là nha hoàn tiểu Hàn bên người An Tuyết Oánh. Có biết Vân Khanh, Vân Khanh cười nói, tiểu thư của các ngươi đâu? Vừa nói vừa có ý bảo Lưu Thúy ban thường, sau đó liền nhìn thấy màn cửa màu xanh tím nhấc lên, An Tuyết Oánh từ bên trong đi ra, lộ ý cười nói, ngươi đã tới. Hôm nay An Tuyết Oánh mặc một bộ quần áo lụa vạt dài màu xanh lá cây lấp lánh ánh vàng, bên dưới mặc váy xếp màu vàng nhạt, tóc dài tỉ mỉ vấn thành một búi tóc đổ dài bên trên cài châm vàng hình hoa lan có nhụy chân châu rũ xuống, gió nhẹ thổi qua, nhụy lan liền run run theo gió, thoạt nhìn giống như hoa lan thật nở rộ trên đầu, trên tay đeo hoa tai hoa mai, cùng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của nàng, lộ ra một vẻ yếu đuối đáng thương. Vân Khanh cũng cười, trêu ghẹo, thấy bộ dáng hấp tấp của ngươi, ta còn tưởng rằng mình đến muộn hai canh giờ rồi đó. An tuyết oánh tiến lên lôi kéo tay nàng, cười mỉm, nói, sao có thể nói như ngươi vậy, chỉ là ta gấp gáp, muốn sớm gặp được ngươi thôi. Hai người cười nói đi vào trong phòng, còn chưa vào đến phòng trong, liền nghe bên trong có tiếng nam tử nói, nàng mang chút nghi hoặc, cùng an tuyết oánh đi vào bên trong. Sau khi vào phòng cũng không khỏi sừng sốt, thấy trong phòng rộng rãi đã ngồi đầy người, ngồi trên giường la hán trên cùng là một lão thái thái, thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, bà mặc áo choàng vạt dài bằng gấm màu hổ phách trên có thêu hoa văn khảm đường viền hồng nhạt, xen với cổ áo trung y màu trắng, váy ánh vàng bằng vải lụa có hoa văn cây nghệ tinh tế, cả người tản ra vẻ cao quý của quý tộc, đang nói chuyện với chi phủ phu nhân ngồi bên dưới. Chương 77, Thế tử đúng là âm hồn không tan, 3. An Tuyết oánh lôi kéo Vân Khanh đi từng bước về phía, mở miệng nói, "Tổ mẫu, Vân Khanh liền biết vị ngồi trên chính là lão thái quân của phủ ninh quốc công, buông tay đang nắm của hai người ra, đi từng bước về phía trước, hào phóng tự nhiên chỉnh đốn vạt áo hành lễ nói, thỉnh an lão thái quân, lão thái quân vạn phúc, thỉnh an phu nhân, phu nhân vạn phúc. chi phủ phu nhân đã từng gặp Vân Khanh, cười nói, Vân Khanh đến đây. Tiếp theo quay đầu nói với lão thái quân, đây là tiểu thư thẩm phủ, cùng học với tuyết oánh ở bạch hạc thư viện. Lão Thái Quân gật đầu nói, là nữ nhi của thẩm gia sao, mau đứng lên cho ta xem. An Tuyết oánh liền lôi kéo Vân Khanh đứng trước mặt Lão Thái Quân, tiếp trước Vân Khanh từng nghe nói về vị Lão Thái Quân này, là người rất hòa nhã, cũng yêu thương cháu trai cháu gái, liền ngẩng đầu lên cười với Lão Thái Quân. Là đứa trẻ xinh xắn, nếu ở Kinh Thành cũng xem như đã trưởng thành. Lão Thái Quân đánh giá thiêu nữ trước mặt, thấy nàng tự nhiên hào phóng, không hề co cóng chân tay giữa một đám tiểu thư nhà quan giơ tay nhấc chân đều thong dong bình tĩnh trong mắt liền mang theo một tia tán thưởng lại nhìn ăn mặc của nàng quần áo không lóa mắt lại có vẻ vô cùng khéo léo sẽ không bị mai một bên trong các thiếu nữ ăn mặc trải chuốt cũng không khiến người quá chú ý đoạt đi phong thái của chủ nhân hiển nhiên là tiểu thư khuê các được dạy dỗ ra giáo và lễ nghi liền thật lòng khen ngợi đúng vậy mẫu thân nàng là đích nữ sao của tạ đại danh nho chi phủ phu nhân cười nói sao đích nữ đích tử con trưởng con của vợ cả thư nữ thứ tử con thứ con của thiếp thất đại danh nho nhà nổi danh có nhiều người độ tú tài hôm nay chi phủ phu nhân mặc một áo choàng không bâu màu hồng hải đường thêu hoa văn hình hoa sen váy dài màu hồng hạnh thêu hoa văn mây vàng búi tóc trên đầu vấn cao cài châm vàng khảm ngọc trên cổ tay đeo đôi vòng ngọc phỉ thúy, trước ngực còn đeo một cái khóa vàng dòng khảm châu báu, thật quý khí bức người. Vân Khanh vẫn duy trì nụ cười, biết bà đang cất nhắc thân phận của mình trước mặt Lão Thái Quân. Dù sao người có thể cùng An Tuyết oánh chơi đùa thân thiết, nếu lại là con gái của thương nhân. Nói không chừng Lão Thái Quân sẽ cảm thấy An Tuyết oánh không có mắt chọn bạn, chọn phải người có thân phận hạ tiện. Nhưng lão thái quân lại không vì nghe những lời này mà thái độ có sự khác biệt, bà nhìn người căn cứ vào khí chất của bản thân họ mà nhận xét. Có một số người mặc dù là gia thế rất tốt, lại nhỏ nhen hẹp hòi, cười nói, khó trách, nhưng trổ mã lại có vài phần tương tự ngoại tổ mẫu của nàng, nói sao ta lại thấy có vài phần quen thuộc. Nói xong, liền cởi từ trên cổ tay ra một vòng tay phỉ thúy xanh ngắt đeo lên tay Vân Khanh, Vân Khanh vội vàng tạ lễ nhớ rõ trước kia, con cùng ngoại tổ mẫu ngươi gặp nhau, không ngờ thời gian mới đó đã trôi qua, cháu gái của bà ấy lại đứng ở trước mặt của ta. Lúc này một thiếu nữ ước chừng 15 tuổi ngồi bên cạnh lão Thái Quân cũng mở miệng nói, theo như tổ mẫu nói, dù con và Tuyết Nhi muội muội đứng trước mặt người, người đều xem như không thấy. Vân Khanh nhìn lại, thấy nữ tử kia mặc một bộ áo đơn lụa mỏng xanh ngọc thiêu hoa lan ánh vàng, mặc váy thiêu hình hoa hồng, búi tóc hình tròn, bên trên cài châm vàng, phía cuối có treo mọc chai, Trên lỗ tai đeo một đôi khuyên tai phỉ thúy màu hồng hình giọt nước. Mặt như trăng tròn, lông mày cong cong. Đồ trang sức trang nhã, điêu khắc tinh xảo, khiến ngũ quan vốn xuất chúng càng thêm xinh đẹp. Lúc cười rộ lên giống như một đóa hoa hồng nở rộ ở khóe môi, vô cùng động lòng người. Lúc này An Tuyết quánh vội vàng giới thiệu: Đây là nhị đường tỷ của ta. Lần này nàng ấy cùng tổ mẫu đến Dương Châu. Khóe môi nữ tử kia ôm lấy ý cười, lại nói không quá thân thiện, vị này là. Đối với dáng vẻ này nọ của tiểu thư danh môn, Vân Khanh cũng quen rồi. Nàng cũng không hy vọng xa vời lần đầu tiên người ta gặp nàng sẽ tăng thêm nhiệt tình nói chuyện với nàng. Liền mỉm cười, nói, Vân Khanh của thẩm thị, bái kiến tỷ tỷ Ta tên là An Ngọc Oánh, nữ tử kia cười thản nhiên, cũng tự giới thiệu. Vân Khanh nghe vậy, cả người liền cứng đờ, An Ngọc Oánh, lúc nghe tới tên này, nàng mới nhớ tới sườn phi của tứ hoàng tử An Ngọc Oánh. Tài nữ tiếng tăm lừng lẫy ở kinh thành, người vẫn ái mộ Cần Vương Thế tử Ngự Phượng đàn mấy năm mà chưa từng được đáp lại chút nào, lợi dụng thân phận đích thư nữ, con thứ của vợ cả của Ninh Quốc công, gả cho tứ hoàng tử làm sườn phi. Cuối cùng sau khi tứ hoàng tử lên ngôi, nàng ta liền được phong làm Quý phi, đứng đầu trong bốn vị hoàng phi. Không ngờ về sau cùng quản lý hậu cung, liền ngay cả hoàng hậu cũng tôn trọng nàng ta ba phần, nay lại đứng trước mặt nàng ta, vẫn là một tiểu nữ nhi ngây thơ. Nàng nhất thời có chút giật mình, cho đến khi An Tuyết Oánh ở một bên nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng, nàng mới hồi phục tinh thần lại, may mà không để người ta phát hiện vẻ khác thường, cười cười với An Tuyết Oánh. An Ngọc Oánh ngồi bên trên, thu động tác nhỏ của hai người vào đáy mắt, lúc nàng ta mới tới, An Tuyết Bánh cũng không biểu hiện ra nhiều vui mừng, nhưng con gái nhà thương nhân trước mắt này vừa vào, An Tuyết Bánh lại lộ vẻ chờ đợi, đứng bên ngoài đón, nàng ta là một đường tỷ hoàng thân quốc, thích lại không bằng một con gái nhà thương nhân, thật sự có chút khiến nàng ta không thoải mái, liền mở miệng nói, "Tuyết Bánh muội muội thật bất công, vừa nhìn thấy Thẩm tiểu thư liền chạy tới, quăng hết chúng ta qua một bên." Khi nàng nói lời này thì trên mặt lộ ý cười bộ dáng tiểu nữ nhi ghen tị trêu ghẹo những người khác nghe cũng nở nụ cười. Chỉ Vân Khanh nghĩ nàng có quan hệ với tứ hoàng tử, trong lòng liền không nghe ra ý tứ ngây thơ gì, con ngươi như chứa một lớp ánh sáng, bắn về phía An Ngọc Oánh, cái nhìn kia lại khiến trong lòng An Ngọc Oánh nhảy dựng, ngay cả ý cười đều cứng lại trên mặt. Nàng ta và Thẩm Vân Khanh lần đầu tiên gặp mặt, vì sao ánh mắt kia giống như đã từng biết nàng ta thật lâu. Bất quá nàng ta lại phản ứng cực nhanh, trước tiên ổn định tinh thần, Thẩm tiểu thư nhìn ta như vậy, chẳng lẽ đã từng gặp qua. Vân Khanh đã sớm phục hồi tinh thần lại, cũng lộ vẻ tươi cười nói, sao có thể, ta là lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nhân tỷ tỷ như thế, nhất thời liền ngây dại, mỹ nhân như tỷ tỷ, cũng chỉ có tiểu thư An gia mới có khí thế đó, toàn bộ Thành Dương Châu cũng khó gặp được mấy người. Phóng tầm mắt khắp Thành Dương Châu, cũng không có mấy người có địa vị tôn kính như Ninh Quốc Công. Một câu nói kia của Vân Khanh đã thổi phồng An Ngọc Oánh, sau đó lại ẩn ý thổi phồng An Tuyết Oánh cùng các tiểu thư An gia khác trong phòng. An Ngọc Oánh không khỏi có vài phần đánh giá với người thiếu nữ trước mặt này, cũng mang theo ý cười có hai phần thật lòng, nói khó trách dọc đường đi tuyết oánh muội muội luôn nói về ngươi quả nhiên là cái miệng ngậm mật nói xong ánh mắt lại liếc về phía bên phải vô cùng thẹn thùng cúi thấp đầu. Lúc này Vân Khanh mới phát hiện trong phòng chẳng những con nữ tử, hai hàng ghế trên bên tay phải, còn ngồi ba nam tử. Dừng trong mắt nàng trước tiên là áo bào dài trắng như tuyết tay áo rộng rũ xuống, đó là gã âm hồn không tan kia, mặc kệ trời sáng hay đêm tối đều sẽ xuất hiện trước mặt nàng ngự phượng đàn. Chỉ thấy một tay chống cằm, khuỷu tay chống lên tay vịn bằng gỗ lê màu vàng, nghiêng đầu, một mái tóc đen theo cánh tay hắn kéo dài xuống phủ toàn bộ tay áo màu trắng thành màu đen khiến người ta không nhịn được muốn giơ tay sờ một cái xem thử cảm xúc có tốt đẹp như đang nhìn thấy hay không một tay khác cầm chén trà không ngừng xoay xoay dáng vẻ tự nhiên một đôi mắt hẹp bay xéo sắp chạm tóc mai lại ẩn chứa ý cười chiêu tức lông mi dài dày vẽ thêm màu đen làm sáng lên ánh nhìn trong mắt mang theo thứ ánh sáng khiến người ta trầm mê đây là lần thứ ba Vân Khanh nhìn thấy hắn, nhưng lại chưa bao giờ thấy hắn mặc áo gấm sáng như ngọc như thế. Tôn thêm vàng ngọc, toàn thân lại lộ ra một cỗ quý khí trời sinh, không cần chút đồ trang sức làm nền. Rốt cuộc cũng là con cháu do vương phủ bồi dưỡng ra, mặc dù lười nhác phóng đãng cái loại khí chất đã có sẵn trong xương vẫn tự phát ra. Vân Khanh đón nhận ánh mắt hắn, lại không rõ rốt cuộc là hắn nhìn mình, hay là nhìn chỗ mà mọi người đều nhìn đến, Bất quá, nghi ngờ của nàng lúc này có thể sáng tỏ. Kiếp trước An Ngọc Oánh chưa từng đến thành Dương Châu, nguyên nhân kiếp này đến đây, chính là bởi cẩn vương thế tử ngự phượng đàn. Không ngờ cảm tình của thiêu nữ lại chấp nhất như thế, liền từ kinh thành đuổi tới Dương Châu, cũng không biết ngự phượng đàn thương hương tiếp ngọc này có bị cảm động hay không. Nàng thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn sang bên cạnh, chạm vào một người mặc áo màu lam cổ tròn cà sa trên hông đeo dây lưng màu đen thêu chỉ vàng, sắc mặt hiền hòa, khóe miệng mang theo ý cười dịu dàng hiền lành đó là cảnh hữu thần, xem ra sau khi hắn đến Dương Châu, cũng tới thăm viếng chi phủ Dương Châu, hai chiếc xe ngựa ngừng bên ngoài kia là của hai người bọn họ. Ngồi phía sau lại còn có một người khác, ước chừng 18 tuổi, giữa chán mang theo thần sắc lạnh như băng, trong hai tròng mắt tựa hồ còn có lệ khí ngăn người ngoài ngàn dặm trong đôi mắt màu đen của hắn giống như có bão táp tụ tập, lúc nào cũng có thể bộc phát, mũi cao thẳng, cánh môi mỏng nhạt, tựa hồ cũng là vì tăng thêm vẻ thở ơ và lạnh lẽo trên cả người hắn, mặc dù hắn anh Tuấn Tuấn Mỹ, cũng không có nữ tử dám tới gần hắn. Tuy rằng chưa từng gặp hắn, nhưng ấn tượng của Vân Khanh đối với hắn rất sâu sắc, hắn là huynh trưởng cùng cha khác mẹ với An Tuyết Oánh, An Sơ Dương, một cái tên như ánh mặt trời sáng lạn mà nam tử này lại lạnh như băng. Chương 78: Thế tử đúng là âm hồn không tan, 4. Lúc ánh mắt Vân Khanh chạm vào mắt hắn, hắn thản nhiên liếc mắt lại một cái, trong con ngươi giống như sông băng chảy đầy lạnh lẽo, khóe môi hơi cong xuống, mang theo vẻ bất ngờ rõ ràng. Vân Khanh không bị ánh mắt chứa đầy lạnh lẽo của hắn dọa, ngược lại còn cong khóe môi thản nhiên gật đầu, theo sau mới thu hồi ánh mắt. Vân Khanh đến đây lâu như vậy, cũng chưa thèm liếc mắt đến ta nha. Một giọng nói mang theo ý cười vang lên, nghe tiếng, Vân Khanh ngừng đầu nhìn lại, là nữ nhi lưu huyền như của ti vận tải thuyền bè. Cha của nàng ta là quan ngũ phẩm, nhưng là một công việc thật sự béo bở, giao tiếp lui tới đều là thương buôn dầu có chuyển hàng đi khắp nơi. Hàng năm, hàng dệt của thẩm gia có một nửa là xuất khẩu ra nước ngoài, cho nên quan hệ của hai nhà không tệ, ở trong thư viện, quan hệ với Vân Khanh cũng coi như tốt mà người ngồi bên nàng là đồng chi của phủ nha Dương Châu, cũng là nhị nữ liễu dịch nguyệt của đại lão gia liễu gia, nhìn Vân Khanh liền cong miệng lên, hiển nhiên còn nhớ rõ chuyện lần trước bị Vân Khanh trình. Còn có nhóm chúng ta, hơn nữa còn có hai thư nữ của chi phủ đại nhân đang ngồi, một cái là An Lan, một cái là An Phương, tất cả mọi người đều quen biết ở học đường, kể từ đó, mọi người ngươi một câu ta một câu, khiến chính sảnh trở nên rất náo nhiệt. Lão Thái Quân thấy vậy nói: "Hôm nay thật là náo nhiệt, vừa vặn thời tiết cũng không tệ lắm, liền đặt mấy bàn trà rượu trong hoa viên, vui vẻ một chút cùng bọn tiểu bối nào." Chi phủ phu nhân thấy tâm tình lão Thái Quân tốt, đương nhiên vội vàng đáp ứng, lão Thái Quân liền được đại a Đầu Trầm Hương đỡ một bên, dẫn theo một chuỗi tiểu bối phía sau đến hậu hoa viên. Vân Khanh và An Tuyết oánh đi cùng nhau, thấp giọng nói: ta còn tưởng rằng ngày hôm nay sẽ đến rất nhiều người. An Tuyết oánh cười nói, không có, ta xin được mời ngươi, hai người còn lại là do mẫu thân bảo ta cũng nên mời tới, cũng không phải yến tiệc gì, chỉ muốn bảo các ngươi đến đây chơi, náo nhiệt một chút. Hậu hoa viên có nha hoàn đang cầm khay trà hoa mai chạm trổ hình bát tiên quá hải, ba màu năm cạnh bầy lên trên bàn đá trong hoa viên, bên trong đều là mất hoa quả cùng điểm tâm lão thái quân như trước ngồi ở vị trí cao nhất, chi phủ phu nhân ngồi bên cạnh bà, lúc này An Ngọc Oánh cũng không ngồi sát gần lão thái quân, mà ngồi dưới của thượng vị, ba gã nam quyến theo thứ tự ngồi đối diện thượng vị, Vân Khanh vốn có thân phận thấp nhất, lại vì có quan hệ thân thiết với An Tuyết Oánh, liền ngồi xuống cạnh nàng ta, khiến Liễu Dịch Nguyệt trợn trừng mắt, méo miệng ngồi bên cạnh Vân Khanh, Lưu Uyển Như lại thở ơ ngồi đâu cũng được, lấy điểm tâm ăn một mặt nhìn ngắm phong cảnh trong hoa viên. Nếu nói là muốn thưởng thức hoa viên, ở Dương Châu khó có được vườn hoa có thể vượt qua lệ viên, bất quá một nơi là chỗ chuyên dành để du ngoạn, một nơi là chỗ ở, vẫn có sự khác biệt. Vân Khanh cũng cùng các nàng đánh giá xem loại hoa nào nở đẹp, một lát sau, chi phủ phu nhân liền mở miệng nói, bảo các ngươi ngồi ở đây ngắm hoa, chỉ sợ các ngươi ngơ ngẩn, buồn chán, không bằng các ngươi tìm trò chơi mua vui thấy thế nào? Liễu dịch nguyệt vốn là ngơ ngẩn có chút buồn, nàng không thích nhìn ngắm mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ, hàng năm đều đi xem, còn có thể nhìn ra cái gì mới chứ? Tính tình nàng hoạt bát, đầu óc cũng linh hoạt, liền mở miệng nói, hay là chúng ta chơi đoán vật đi, ai thua liền uống ba chén rượu, nếu không muốn uống rượu, thì biểu diễn một tiết mục cho mọi người xem, thế nào? Đoán vật là một loại trò chơi thông thường trong tiệc rượu đương thời đó là đặt vật gì đó lên khay, sau đó dùng một cái bát úp lên, sau đó bảo những người khác đoán bên trong là vật gì, vật bên trong đều là vật tùy ý lấy được, hoặc là vật mang theo bên người, bắt đầu từ người thứ nhất sẽ gọi tên bảo người ta đoán, nếu đoán không ra, liền chịu phạt rượu. Kế tiếp người bị gọi tên sẽ đặt vật vào trong, lại bảo người ta đi đoán, lần lượt như thế. Vừa nghe đề nghị của nàng, nét mặt già nua của lão thái quân giống như hoa nở cười ha hà nói, ý này không tệ, ta đây già nhất, sẽ bắt đầu trước. Lão Thái Quân mở miệng, những người khác sao có thể không nghe, nha hoàn phía sau liền bưng khay lên, lão Thái Quân thần thần bí bí đặt khay dưới bàn đá, sau đó nha hoàn liền úp cái bát lên trên, đứng ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy ánh mắt lão Thái Quân quét tới quét lui qua mọi người, cuối cùng ánh mắt ngừng trên người An Ngọc Oánh, kêu lên, Ngọc Nha đầu, con đoán đi, trong đây là vật gì lão thái quân điểm danh an ngọc quánh đầu tiên nhưng không ai thấy kỳ quái chỉ thấy an ngọc quánh mở to hai mắt nhìn khay kia lại cười quay đầu nói lão thái quân trong đó e là một khối bánh hạt dẻ khả năng quan sát thật tốt còn người vân khanh xẹt qua mặt bàn của lão thái quân nàng thích ăn đồ ngọt cho nên đối với điểm tâm lại càng chú ý lúc trước đã nhìn thấy lão thái quân cầm một khối bánh hạt dẻ trên bàn mỗi người đều có một đĩa gì đó có thể cũng đã ăn hết an ngọc oánh có thể nhanh chóng đoán được có thể thấy được tầm mắt của nàng đối với tính cách của lão thái quân vẫn là vô cùng hiểu biết quả nhiên lão thái quân phá lên cười ha ha tính tình bà vô cùng thẳng thắn ngọc nha đầu ta đây là cố ý để thua con an ngọc oánh xinh đẹp trả lời tổ mẫu nói như vậy là không đúng rõ ràng là ngọc oánh tự mình đoán được con đó lão thái quân bưng chén rượu lên nha hoàn rót cho bà ba chén nhỏ bà thoải mái bưng lên uống ngọc nha đầu kế tiếp là con rồi thấy lão thái quân hiền hòa như thế những người khác cũng thả lỏng rất nhiều an tuyết bánh còn tìm tòi trên người nghĩ xem lát nữa sẽ để vào vật gì mới có thể khiến những người khác bất ngờ nha hoàn bưng khay đã đến bên người an mọc oánh sau khi nàng ta giật giật ngón tay nha hoàn liền nâng khay đứng dậy chỉ thấy đôi mắt nàng ta xoay chuyển, cười nói, lần này vật ta đặt vào rất khó đoán. Rất quan trọng đó, chỉ thấy nàng ta làm bộ như nhìn qua hết thầy, lúc ánh mắt xẹt qua ngự phượng đàn, sắc mặt liền mang theo chút ngượng ngùng, ngay khi Vân Khanh nghĩ nàng ta sẽ gọi tên ngự phượng đàn, ánh mắt nàng ta lại truyền trở về, nhìn Vân Khanh nói, mời thầm tiểu thư đoán thử, bên trong là cái gì? chương 79, Vân Khanh qua chén, thế tử ghen, một còn người hơi hơi đảo, khóe môi Vân phanh khẽ nhếch, nàng biết mục đích trong đó, mới vừa rồi nàng còn hỏi vì sao An Tuyết bánh mời ba người đến, nay cũng xem như đã hiểu thật rõ rồi. Hôm nay, cái gọi là bữa tiệc giúp vui cho lão thái quân, chẳng qua chỉ là ngụy trang. Nói đến cùng vẫn là muốn khiến vị tiểu thư phủ quốc công ngàn dạm đuổi theo thế tử này có cơ hội nhỏ phô diễn tài năng. Mà ba người, nàng, Lưu Huyền Như, Liễu Dịch Nguyệt, hôm nay chủ yếu là đến để làm nền. Từ việc chi phủ phu nhân lên tiếng mời ba người đến tham gia, Lưu Huyền như là nữ nhi của quan quản lý ti vận tải thuyền bè, cũng là một trong những bạn bè tốt của An Tuyết Oánh. Mặc dù thân phận chi phủ không thể so với chức quan tam phẩm, nhưng chức quan quản lý ti vận tải thuyền bè cũng là một vị trí cực kỳ quan trọng. Hơn nữa dị út của Lưu Huyền như đã gả cho con trai trưởng Dương Chữ Hầu ở Kinh Thành diện mạo của Lưu Huyền như hết sức bình thường, nhưng cũng không thể nói là không tốt, chỉ là ở trước mặt nữ tử thế gia, dung mạo của nàng có vẻ hơi bình thường. Mà tuy nói dung mạo Liễu Dịch Nguyệt thanh tú, gia thế Liễu gia cũng không tệ, nhưng thứ nhất, cha nàng ta giống như là cấp dưới của Nhâm chi phủ, càng không thể so với chi phủ, thứ hai, Liễu gia mới xảy ra vụ tai tiếng Liễu Dịch Thanh chưa kết hôn mà đã mang thai cho dù là gia tộc lớn nào thì nhất thời cũng đều sẽ không nghĩ đến khuê nữ của Liễu Gia. Cuối cùng chính là nàng, nàng là bạn thân nơi khuê phòng của An Tuyết Oánh, là một trong số họ mà quan trọng nhất thân phận của nàng là con gái nhà thương nhân, cho dù dung mạo của nàng xuất sắc như thế nào, tranh lệch thân phận cũng không thể vượt qua. Cho nên phu nhân chi phủ mới chọn ba người các nàng vào phủ làm khách, không ra vẻ cố ý, nhưng suy nghĩ sâu xa lại không lộ vẻ mình thật sự ra tay bởi vậy nàng liền ở trước mặt cần vương thế tử làm nền cho hai người an ngọc oánh và an tuyết oánh phát huy tài nghệ bất quá vân khanh nhìn thoáng qua an tuyết oánh nàng ta thật ra lại hứng thú với trò chơi hơn với ngự phượng đàn nói cách khác kỳ thật rốt cục đều là vì an ngọc oánh mà vui vẻ chơi trò chơi này đại khái là vừa rồi lúc ở nhà giữa nàng tỏ vẻ thông minh phản ứng cũng nhanh chóng lưu lại ấn tượng không tệ với vị tiểu thư phủ quốc công này, liền gọi tên bảo nàng đoán. Không thể không nói danh môn khuê tú gì đó cũng quả thật mệt chết đi, muốn biểu hiện một phen trước mặt người mình ái mộ, còn phải vòng mấy vòng, vòng vo co quẹo, tức là muốn giữ gìn mặt mũi, vừa muốn lộ vẻ tài hoa, chỉ tiếc phải vất vả đoán ý của người. Hôm nay nàng chính là lựa chọn tốt nhất, nữ tử lần đầu tiên gặp mặt, lại không cùng giai cấp, có lẽ đã không chuẩn bị kỹ nhìn thấu điểm ấy vân khanh nhất thời cảm thấy áp lực rất lớn nàng cần phải đoán được thứ gì đó trong khay nếu không an ngọc oánh liền mất đi cơ hội biểu hiện nhưng lại không thể tỏ vẻ nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra còn phải tôn vẻ sáng suốt trí tuệ của an tiểu thư lên thật sự là người xem mệt mỏi diễn viên càng mệt vân khanh thản nhiên cười làm bộ như hơi trầm ngâm quan sát an ngọc oánh vài lần lúc này mới mở miệng nói Ta đoán là lụa hoa sau tóc mai của tiểu thư Ngọc Oánh." Giọng của nàng hơi do dự, giống như không quá khẳng định, đáy mắt An Ngọc Oánh lại hiện rõ chút vui mừng, lộ vẻ hào phóng tán thưởng, nhãn lực của Vân Khanh muội muội không tệ, sao ngươi phát hiện được? Trên búi tóc nàng đúng là có cài lụa hoa, nhưng chỉ là vài đóa hoa nhỏ ghim cùng một chỗ, nếu không đặc biệt lưu ý, rất khó phát hiện điểm này, chẳng lẽ Vân Khanh vẫn luôn quan sát nàng? vân khanh hơi cúi mắt trong ý cười dịu dàng mang theo chút ngượng ngùng bởi vì ta vốn cũng định làm như thế phía sau búi tóc của nàng có ghim rất nhiều chân trâu nhỏ nếu không nhìn kỹ cũng không ai có thể phát hiện lúc này an mọc oánh mới cười nói ra là như thế vân khanh muội muội và ta hai người cùng chung ý tưởng vân khanh cười gật đầu thầm nghĩ bắt đầu là thầm tiểu thư nay là vân khanh muội muội Quan hệ mới đó liền thân mật hơn mấy lần rồi nha. Lão Thái Quân ở một bên nhìn thấy, mở miệng nói, Ngọc Nha đầu, Ngươi đừng ở đây lôi kéo làm quen, nên phạt vẫn phải phạt, vừa rồi ta đã uống ba chén không sót chén nào. Vân Khanh mỉm cười nhìn điệu bộ của An Ngọc Quánh, Có cơ hội như vậy, nếu chỉ uống ba chén rượu, chẳng phải sẽ rất lãng phí sao? Quả nhiên An Ngọc Quánh nói với Lão Thái Quân, tổ mẫu, không phải ngài không biết, con mà uống rượu liền say, nếu uống xong ba chén, chẳng phải sẽ trực tiếp gục tại đây, sẽ khiến ngài chê cười con. Hai bà cháu ngươi một câu ta một câu, thực sẽ đạt được mục đích, lão thái quân nói, ngươi không uống cũng được, liền biểu diễn gì đó cho mọi người để bù cho ba chén rượu đi. An Ngọc của ánh Thuận theo tự nhiên hào phóng đứng lên, nói với lão thái quân, con đây liền biểu diễn một bài múa, hoa nở trên tay, cho mọi người vậy ánh mắt lại như có như không nhìn về phía ngự phượng đàn. Vân Khanh đã sớm biết tâm ý của nàng ta mới phụ họa nàng ấy, so với những người khác càng chú ý tới hành động của nàng ta hơn, thấy nàng ta hoa rơi có ý, cũng không biết nước chảy có lưu tình không. Ít nhất đời trước ngự phượng đàn đã không cưới nàng ta. Trước khi An Ngọc Oánh chưa xuất giá, đã dùng điệu múa, hoa nở trên tay, mà nổi danh khắp kinh thành, nay chọn điệu múa này, chính là muốn biểu hiện thật tốt trước mặt Ngự Phượng đàn, dù sao Dương Châu cũng không phải là kinh thành, thiên kim tiểu thư vượt trội cũng không nhiều, như vậy, nàng liền có vẻ riêng mình vượt trội hơn người rồi. Hoa nở trên tay là một điệu múa có độ khó cao, do ái phi lệ phi của Tiên đế sáng chế, eo của người múa cần phải mềm mại, nền tảng vũ đạo vững chắc, dáng người mềm mại, năng lực thăng bằng cũng phải cực cao. Lúc múa trên đất, mũi chân sau nhón một chân khác trợ lực, tăng tốc độ xoay tròn, khiến làn váy bay lên giống như phủ dung nở rộ. Ít nhất phải không ngừng liên tục xoay tròn 18 vòng mới có thể được xưng tụng là hoa nở, số vòng xoay càng nhiều, càng chứng tỏ tài nghệ của người múa càng cao, xa xa thoạt nhìn nữ tử nhẹ nhàng như cánh bướm, như đóa hoa nở trong tay người múa, tên của điệu múa này cũng bởi vậy mà thành. Nhưng múa tốt điệu, hoa nở trên tay, này, liền có thể một điệu múa mà nổi danh đồng thời cũng bởi vì độ khó cao, vô cùng dễ thất bại, một khi xoay tròn không tốt, xảy ra việc ngoài ý muốn, danh tiếng sẽ mất hết, cho nên có thể khẳng định, cực ít người sẽ chọn điệu nhảy này. Nhưng Vân Khanh biết, An Ngọc Oánh múa điệu, hoa nở trên tay, vô cùng xuất sắc, nghe nói lúc tốt nhất có thể xoay tròn liên tục 28 vòng, cũng điệu muốn này làm cho nàng nổi danh kinh thành. Trường 80, Vân Khanh qua chén, Thế tử ghen, 2 nếu đã mở miệng hỗ trợ, sao không giúp cho chót? Vân Khanh mỉm cười nhìn An Mọc Oánh, êm ái nói, chỉ tỉ tỉ múa chẳng phải có chút đơn điệu sao? Tài đánh đàn của tuyết oanh cũng là tuyệt nhất trong thư viện, không bằng mời nàng vì tỉ tỉ mà tấu một khúc, chẳng phải sẽ tuyệt hơn rất nhiều sao? Nghe vậy, sắc mặt chi phủ phu nhân càng thêm mềm mại, hai mắt nhìn Vân Khanh, gật đầu nói, chú ý này không tệ. Tuy rằng lão thái quân mời cẩn vương thế tử đến vì muốn làm mai cho an Ngọc oánh, nhưng bà sẽ không quên việc tuyết oánh biểu diễn tài năng của mình trước mặt người khác. Vì thế dặn người làm chuẩn bị lục khởi cầm mà an tuyết oánh thường dùng, bày đàn xong, an ngọc oánh cũng thừa dịp này đến hậu viện đổi váy hài. Lúc hết thầy đều chuẩn bị tốt, an ngọc oánh liền đứng dậy, vì muốn không lộ vẻ cố ý, nàng chỉ thay đổi một chiếc áo màu đỏ đường viền thêu phù dung màu vàng chung với váy dài lại đổi một đôi hài khiêu vũ đặc biệt đầu mềm màu đỏ đứng ở chỗ trống trong hàng ghế. Theo âm thanh phát ra từ 10 ngón an tuyết vánh và chạm vào dây đàn, cùng tiếng đàn du dương dễ nghe kỹ thuật múa mềm nhẹ bắt đầu thể hiện trước mặt mọi người. Quả nhiên an ngọc oánh múa không tồi, hai cánh tay nàng mềm mại như nhành liễu. Đầu ngón tay mảnh khảnh giống như một nụ hoa xinh đẹp nở rộ lộ ra màu sắc tuyệt đẹp bên trong, tóc dài cùng góc váy không ngừng lướt qua trăm hoa theo tiếng đàn nàng dần tiến đến cao trào, thân thể của nàng từ từ cong lên, đùi phải nâng lên, giống như một con bướm chơi đùa bên hoa, thân hình bắt đầu chuyển động không ngừng, làn váy trùng điệp bắt đầu lay động, bước chân nhỏ vụn như gió xoáy múa ra từng đóa từng đóa phủ dung nở rộ. Thật có thể nói là mỹ nhân múa ra dòng suối phủ dung, eo nhỏ uốn cong như gió thổi tan mấy tuyết, mê loạn mắt mọi người. Dài nhân xinh đẹp ái mộ mà hiến tài thế này đến nàng còn không nhịn được mà động tâm. Vân Khanh dương mắt nhìn nam tử mà An Ngọc oánh ái mộ, lại vừa vặn đón nhận đôi mắt hẹp dập dình ánh sáng của hắn. Hắn cũng đang nhìn nàng, lúc đó ánh mặt trời mang theo ánh sáng ấm áp từ bầu trời xanh lam không ngượn mây rừng trên tóc dài như mực của hắn, lại rơi xuống gò má hắn, ánh vàng nhạt chiếu sáng lên sông mũi cao ngất của hắn, giống như khả một lớp mỏng trên mặt, giống như dãy núi cao ngất cứng rắn khiến dung nhan tuyệt sắc liền có vẻ cương nghị hơn một chút. Vân Khanh nháy mắt, đôi lông mi dài tách ra kia khiến người ta ngừng thở, với vẻ đẹp của ngự phượng đàn, chỉ cần là nữ nhân đều sẽ có cảm xúc. Hắn tựa như một viên ngọc sáng nhất trong một đám bảo thạch, khiến người ta biết rõ là quá mức rực rỡ, cũng không nhịn được mà ngầm để ý, nếu hắn nguyện ý nhoẻn miệng cười, thì không ai có thể chống cư. Nhưng lúc này cặp mắt hẹp kia mang theo nét lạnh lẽo, hai mắt một chút cũng không rời nhìn chằm chằm Vân Khanh, ánh mắt kia mang theo khí thế bức người, ánh vàng chiếu vào trong đó, Vân Khanh rõ ràng có thể cảm nhận được hắn mất hứng, hơn nữa là vô cùng mất hứng. Người này lại làm sao vậy, cố mà làm ra vẻ thưởng thức điệu múa của An Ngọc Oánh đi, sao lại nhìn chằm chằm nàng làm gì? Chẳng lẽ không thích nàng nhìn hắn, có lẽ là, tiểu thư An Ngọc Oánh còn ở đây, nàng liếc hắn một cái như vậy, để người ta hiểu lầm thật không tốt vì thế nàng biết điều rời mắt đi chỗ khác vừa hay nhìn thấy trên mặt cảnh hữu thần lộ ra biểu cảm hâm mộ ánh mắt luôn dừng trên vòng eo mềm dẻo của an ngọc oánh tuy rằng cực lực che giấu cũng không che giấu được chỉ cần thật sự quan sát vẫn sẽ không khó phát hiện đáy mắt hắn thích thú cùng động lòng nàng hiểu rất rõ cảnh hữu thần này hắn đều cực kỳ có hứng thú với hết thảy mọi sắc đẹp có thể nói mỹ nhân và quyền lợi là hai bộ phận không thể thiếu lúc trước ngoại trừ nàng và vi ngưng tử còn có bốn tiểu thiếp xinh đẹp thân mật với cô nương thanh lâu bên ngoài nàng cũng không thể thống kê hết chỉ là nay địa vị hắn hèn mọn cho dù có hy vọng kế thừa tước vị hầu phủ rốt cuộc cũng chỉ là hy vọng tiểu thư phủ quốc công cách hắn một khoảng không chỉ xa bình thường hắn cũng chỉ có thể thưởng thức dưới đáy lòng thôi một đoạn nhạc vọng ra đáy mắt mọi người đều lộ nét ngỡ ngàng múa thật đẹp bỗng nhiên liễu dịch nguyệt kêu lên một tiếng chung quanh truyền đến tiếng vỗ tay khác phụ họa an ngọc oánh đã mua xong hành lễ với lão thái quân ánh mắt cũng ẩn ý đưa tình nhìn về phía ngư phượng đàn lại thấy hắn chẳng thèm liếc mắt nhìn về phía nàng một cái mà chỉ nhìn chằm chằm phía đối diện đáy mắt như nghĩ tới điều gì đáy lòng không khỏi mất mát lão thái quân cũng vỗ tay cùng mọi người khen ngọc nha đầu hoa nở trên tay lại tiến bộ rồi. Đúng vậy, vừa rồi ta còn sợ nếu một trận gió thổi tới, cứ như vậy thổi bay đóa hoa tươi ngọc oánh tỉ tỉ đi mất. Lưu Huyền Như cũng mở miệng tán thưởng An Ngọc Oánh mím môi, đáy mắt cũng không vì được khen mà vui mừng. Sau khi nàng biết ngư phượng đàn đến Dương Châu, năn nỉ tổ mẫu cũng tới Dương Châu. Chính là muốn tránh đi đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ nhất ngũ công chúa, dành trước một bước lọt vào mắt hắn đáng tiếc mỗi lần hắn đều lộ ra bộ dáng lười biếng như vậy không lộ chốt vẻ khác thường gì với nàng như thế trong lòng liền không vui vẻ miễn cưỡng khiêm tốn đôi câu liền ngồi xuống mà ăn tuyết oánh đàn một khúc cũng hoàn toàn không tệ được lão thái quân coi trọng vài phần kêu nàng ngồi xuống bên cạnh mình ôm nàng khen đôi câu kế tiếp đến vân khanh đố vật nha hoàn nâm khay đến trước mặt nàng nàng lấy một khối ngọc bội bên hông xuống bỏ vào sau đó nói với An Tuyết Oánh, người đoán xem là cái gì. An Tuyết Oánh cũng trực tiếp nói với nàng, ta đoán trên này nhất định là ngọc bội, đúng không? Thật đúng là người thường chơi đùa cùng nhau, An Tuyết Oánh tùy ý quét mắt vài lần liền biết Vân Khanh sẽ để gì vào bên trong, Vân Khanh lắc đầu, làm bộ như thực hối hận mở miệng nói, thật sự không nên bảo ngươi đoán, đành phải nhận thua mà chịu phạt ba chén thôi. Dứt lời, liền tiếp nhận rượu trái cây nha hoàn rót mà uống hết. Kế tiếp đến phiên an tuyết oánh, ánh mắt nàng dừng lại bên trong mọi người, gọi tên An Sơ Dương. Sắc mặt chi phủ phu nhân rõ ràng ngừng lại một chút, mới khôi phục vẻ bình thường. Mà ánh mắt hai người An Lan, An Phương cũng lặng lẽ rời tới rời lui trên mặt chi phủ phu nhân cùng An Sơ Dương, trên mặt lại vẫn không lộ vẻ gì. Nam tử lạnh lùng mà Vân Khanh nhìn lúc ban đầu là An Sơ Dương, Chi phủ phu nhân cũng không phải là mẫu thân ruột của hắn, mà là sau khi mẫu thân An Sơ Dương qua đời, mới cưới kế mẫu, nhưng chi phủ phu nhân cũng không giống như kế mẫu bình thường, tức giận mắng mỏ ngược đãi con trai con gái của nguyên phối, vợ trước, ít nhất theo tin tức Vân Khanh nghe được, chi phủ phu nhân đối xử với nhi tử của nguyên phối An Sơ Dương này vẫn chừng mực nể mặt mũi, không khiến hắn thiếu thốn thứ gì cũng không cố ý tán tụng hắn bồi dưỡng hắn thành một công tử cả ngày chỉ biết trọi gà đua chó. Ở Bạch Hạc Thư Viện thì thành tích của An Sơ Dương cũng thuộc loại thượng đẳng, tương đối được nhóm phu tử xem trong. Chỉ là, nam tử đại ung triều, 12 tuổi liền có thể tham gia khoa cử, nhưng An Sơ Dương đã 15 tuổi, nhưng vẫn chưa từng tham gia thi hương, đến nay trong người không có công danh. Mặc dù phụ thân là bảo đệ của Ninh Quốc Công, cũng không thể kế thừa tước vị, kể từ đó việc hắn làm quả thật có chút kỳ quái. Vân Khanh nhớ rõ vào kiếp trước, sau này hắn không ở Dương Châu, cũng không theo con đường làm quan, hình như một mình khoác túi ra đi, sau đó không còn tin tức, an ra không ai còn nhìn thấy hắn. Hắn chỉ ngồi ở đó, giống như một tảng đá màu đen không nhúc nhích, tựa như có cảm giác bài xích với mọi thứ, từ sau khi An Tuyết vánh gọi tên của hắn, mới nhếch mí mắt nhìn thoáng qua nàng, trong con người cũng chưa từng động, bưng chén rượu trong tay lên nói với nha hoàn phía sau rót rượu hai chữ khô cằn như thế khiến nha hoàn phía sau không biết nên thế nào rốt cục hắn có biết mình bị gọi tên để đoán vật trên khay hay không an ngọc oánh nhíu mày nhìn vị đường ca này mà an tuyết oánh tựa hồ không bị hắn dọa sợ chút nào vẫn cười nói đây là đại ca chịu thua ca ấy không đoán được ta cất vật gì đại ca ca nói có phải không một câu kia nói ra liễu dịch nguyệt nói thầm một câu chỉ sợ là hắn không để ý đến ai bộ dáng lạnh như băng thật dọa người an sơ dương nghe vậy thản nhiên gật đầu cũng mở miệng đáp một câu ừ phải về đầu trang phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn